Trong bối cảnh COVID-19 ngày càng phức tạp, khó lường, thì một trong những giải pháp quan trọng để ứng phó đang được Đà Nẵng triển khai nhanh là tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Trong những ngày giãn cách nghiêm ngặt, việc tiêm chủng cũng được tổ chức nghiêm ngặt, đảm bảo tiêm an toàn và giãn cách. Đây là điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, được tổ chức tiêm trong 7 ngày thành phố thực hiện siết chặt giãn cách. Trong đợt này, dự kiến điểm tiêm này phụ trách tiêm cho khoảng 5.000 người. Để đảm bảo giãn cách, bộ phận tiêm chủng chỉ tổ chức cho gần 1.000 lượt tiêm mỗi ngày. Bên cạnh đó, thì đảm bảo phân luồng từ đầu vào, khám sàng lọc, khu vực tiêm và chờ sau tiêm. Đợt này so với đợt 1, thấy rất là nghiêm túc hơn nhiều. Lực lượng hỗ trợ cho các thầy cô giáo mà để giãn cách khi trước khi đăng ký, chuẩn bị vào tiêm, khai báo và ngồi chờ rất là an toàn. 15 phút mình sẽ hẹn từ 30 đến 40 người, tùy thuộc vào cái đối tượng ngày hôm nay mình tiêm. Ví dụ đối tượng mà mình tiêm cho người cao tuổi, hưu trí đó, thì mình sẽ giảm cái thời gian nào mà mình tiêm số lượng trong ngày ít lại để đảm bảo tất cả các khâu đều quy định theo 5K. Ngoài các điểm tiêm ngành y tế Đà Nẵng tổ chức, thì trong thời gian này, Bệnh viện 199 Bộ Công an cũng triển khai tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo đó, bệnh viện tiến hành tiêm mũi 1 cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị và tiêm nhắc lại mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Chúng tôi thường xuyên tiếp cận với rất nhiều người, trong đó khả năng lây nhiễm dương tính với COVID-19 là khả năng rất là cao. Cho nên khi được tiêm những liều vaccine phòng chống mũi thứ hai này, chúng tôi cảm thấy có cái tự tin hơn trong cái công tác bảo vệ phòng chống cái COVID này. Mặc dù thành phố đang siết chặt giãn cách, nhưng ngành y tế cũng đã sắp xếp tổ chức các điểm tiêm chủng với số lượng người tiêm phù hợp. Đặc biệt, các xe tiêm chủng lưu động cũng đã được huy động để đảm bảo tiêm chủng cho các trường hợp trong các khu phong tỏa, cách ly y tế, nhất là tại quận Sơn Trà. Vì tôi là người công nhân đầu tiên được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 ngay tại công ty nơi tôi làm việc. Tôi cảm thấy là rất là an tâm về việc được tiêm vaccine phòng chống COVID-19, đảm bảo phần nào về an tâm hơn về gia đình cũng như là những đồng nghiệp của tôi đang làm tại công ty. Đà Nẵng có gần 827.000 dân trong độ tuổi tiêm chủng. Đến nay đã có hơn 110.000 người tiêm mũi 1 và hơn 12.400 người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ngành y tế đã sẵn sàng kế hoạch nếu được Bộ Y tế phân bổ đủ khoảng 1,5 triệu liều trong năm nay thì sẽ triển khai tiêm nhanh chóng để sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.